Xin chào tất cả các bạn nhé. Những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone thì hôm nay mình tiếp tục sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo cực kỳ hay để các bạn sử dụng iPhone nhé. Đó là các bạn có thể tạo một cái lời nhắc ở ngoài màn hình khóa. Mỗi khi các bạn cầm lên thì các bạn sẽ thấy cái lời nhắc đó nó sẽ hiển thị ngay phía dưới cái phần điện thoại. Sau đây mình sẽ hướng dẫn và chỉ cho các bạn nhé. Thì để tạo cái lời nhắc ở trên màn hình khóa điện thoại iPhone thì các bạn hãy thực hiện cho mình rất là đơn giản cái bước như sau nhé. Tại cái phần màn hình chính các bạn vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống. Rồi, các bạn sẽ nhấn giữ vào cái phần tập trung cho mình nhé. Nhấn giữ vào, đó. Sau khi nó hiển thị ra cái phần giao diện, những cái phần này các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là tùy chọn tập trung mới nhé. Các bạn chọn một dấu cộng này này. Đấy, ok chưa? Rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ hiển thị cái phần là tùy chỉnh. Các bạn sẽ chọn vào ô tùy chỉnh ở đây. Và đây chính là cái phần lời nhắc mà các bạn sẽ muốn hiển thị ở phía ngoài màn hình nhé. Ví dụ như mình sẽ chọn cái câu là sắp đến Tết rồi nhé. Sắp đến Tết rồi đi. Đấy, thì cũng sắp đến Tết rồi đúng không các bạn? Đấy. Đấy. Đến Tết rồi này. Ok. Tiếp theo phía dưới này thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần màu sắc nhé. Các bạn muốn hiển thị nó cái phần chữ nó màu gì thì các bạn có thể chọn ở phía dưới này. Rồi mình sẽ chọn cho mình là cái phần màu đỏ này đi cho nó nổi nhé. Và ok, các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần tiếp theo là cái phần biểu tượng này. Các bạn muốn chọn hình trái tim hay hình gì thì các bạn có thể chọn vào nhé. Mình sẽ chọn hình trái tim nhé cho nó. Ok, rồi các bạn chọn tiếp này. Sang phần này các bạn sẽ chọn là tùy chỉnh chế độ tập trung. Vậy là xong các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ thoát ra này. Và ngay lập tức ở phần phía đây, các bạn sẽ nhấn giữ vào đây. Các bạn sẽ chọn cho mình là cái biểu tượng, cái chế độ là sắp đến Tết rồi. Rồi các bạn thoát ra cho mình. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa, ở bên trên góc của phần điện thoại này, chỗ giờ này cũng có hình trái tim nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, nó cũng có hình trái tim nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ khóa màn hình này. Mình sẽ khóa màn hình nhá. Đây, mình sẽ đang ở ngoài màn hình khóa đây, các bạn nhìn chưa? Nó cũng sẽ hiển thị cái câu nhắc nhở này. Đấy, sắp đến Tết rồi, các bạn nhìn chưa? Mình sẽ cho gần lên một chút nhá. Đấy, nhìn ra sắp đến Tết rồi. Đó, rất là hay đúng không các bạn? Đây là cái câu nhắc nhở, nó sẽ hiển thị ở phía dưới phần chỗ điền pin và camera này. Đó, rất là hay nhá. Và ngoài ra các bạn có thể thay đổi cái thông báo này bằng cách các bạn có thể vào lại cho mình cái phần là như mình hướng dẫn lúc đầu nhé. Vuốt chế độ tập trung xuống, các bạn sẽ chọn chế độ tập trung này và các bạn sẽ chọn thay đổi. Và thay đổi cái biểu tượng ở trên góc này nữa. Đó, cái biểu tượng trái tim ở trên góc này. Rồi, chúc các bạn có những cái trải nghiệm thật là mới mẻ. Tạo lời nhắc trên màn hình khóa trên iPhone cực kỳ đơn giản đúng không các bạn? Những bạn nào mà muốn thay đổi phong cách các bạn dùng điện thoại mới mẻ hơn, các bạn có thể làm theo các bước mà mình hướng dẫn vừa rồi. Đó là tạo một cái lời nhắc nhở hoặc là tạo một cái lời nhắc ở trên màn hình khóa điện thoại iPhone nhé. Và nếu các bạn thấy hay nhớ để lại like và chia sẻ thật nhiều video cho người thân và bè được biết nhé.